giờ các bạn hãy theo dõi tiếp một số câu sau. Trong đoạn 2, chúng ta tiếp tục thấy rất nhiều câu đơn lẻ, ví dụ như One teacher has adequate knowledge to teach their student. Period. He knows all the possible ways to make a subject easier for the students. Period. He teaches them in an effective manner. Period. Vậy tức là chúng ta thấy rằng tất cả các câu này đều tách ra khỏi nhau hoàn toàn và ngăn cách với nhau bởi các dấu chấm, đúng không nào? Dấu chấm chính là cái mà người ta vừa đọc là period. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể ghép các câu đó lại thành các câu ghép để cho câu văn được hấp dẫn hơn. Ví dụ như, các bạn hãy theo dõi một cách gợi ý sau đây. One teacher has adequate knowledge and knows all the possible ways to make subject easier for the students, semicolon. Therefore, he teaches them in an effective manner, period. Vậy các bạn thấy rằng chúng ta thêm vào liên từ however cũng như là khi có những chủ ngữ hay những vị ngữ trùng lặp nhau, đặc biệt là chủ ngữ trùng lặp nhau thì chúng ta có thể nối hai câu vào và chỉ sử dụng một chủ ngữ, đúng không nào? Vậy thì câu này rõ ràng là nghe logic và dễ hiểu hơn rất nhiều. Và người ta sẽ giúp các bạn sửa một nhóm câu nữa trước khi chúng ta tự thực hành nhé. Đoạn 3 chúng ta thấy có câu như sau. They can attend online classes, period. They can get relevant information from the internet regarding their topic, period. This is not specific time or age limit to learn something new, period. Some new things we can only learn from experience, comma, for example, new facts, comma, new habits, and so on, period. Vậy đây cũng là một loạt các câu đơn và chúng ta nhìn thấy giữa các câu có cái sự quan hệ, ví dụ như là trùng chủ ngữ, hoặc ví dụ như là câu sau thì bổ sung ý nghĩa cho câu trước, vân vân. Tóm lại là nó có rất nhiều những cái quan hệ mà chúng ta có thể nối các câu này và ghép các câu này thành một. Và bây giờ sẽ là gợi ý ghép câu của người ca như sau. They can attend online classes and get relevant information from the internet regarding their topic. Period. There is not specific time or age limit to learn something new, semicolon, moreover, comma, there is something we can only learn from experience, comma, for example, new facts, comma, new habits and so on, comma, not from teachers. Vậy rõ ràng là câu sau hấp dẫn hơn nhiều so với câu trước, cũng như các ý gọn hơn và có sự kết nối, liên kết với nhau, đúng không nào? Và các bạn cũng đừng quên rằng trong biểu điểm chấm của kỳ thi IELTS thì cohesion và coherence chính là hai tiêu chí không thể bỏ qua cũng như là vô cùng quan trọng để giúp cho bạn có được một số điểm cao. Và cái mục đích của bài câu ghép này cũng là để nhằm giúp cho các bạn làm tăng cái sức hiệu quả cũng như là làm phát triển hơn cái tính coherence và cohesion đó. Và các bạn hãy cố gắng áp dụng nhé. Các bạn ơi, sau khi nghe người ca giải thích và đưa ra ví dụ cụ thể về câu ghép ở trong bài thi IELTS thì chắc chắn các bạn đều đã thấy được cái tầm quan trọng của việc hạn chế số lượng câu đơn bằng cách là ghép chúng lại với nhau cũng như là sử dụng các từ nối đã học rồi, phải không nào? Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực hành thêm một vài ví dụ nữa nhé. Và đừng quên rằng là chăm hay không bằng tay quen, chúng ta phải thực hành càng nhiều thì chúng ta mới càng nhớ được lâu các bạn ạ. Và bây giờ các bạn hãy nối các cặp câu đơn sau để có một câu ghép. Hy vọng là các bạn đã đọc xong cũng như là đã nối xong và có đáp án của riêng mình. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi đáp án của Nguyệt Ca trên màn hình. 1. You may watch TV. Period. You can go out to play. Period. Vậy chúng ta có thể thấy là hai câu này có cùng chủ ngữ là you và hành động ở trong hai câu này là watch TV và go out to play thì không thể diễn ra đồng thời cùng một lúc được. Vậy nên chúng ta có thể dùng từ mang nghĩa kết nối chỉ sự lựa chọn là or để nối giữa hai câu. Và nó sẽ trở thành là you may watch TV or you can go out to play. Câu thứ hai, you should sit quietly, period. You can go out, period. Vậy tương tự như câu trên thì ở đây chúng ta có thể sử dụng từ nối or hoặc là either or
để nhấn mạnh sự lựa chọn giữa hai hành động. Và nếu bạn sử dụng từ nối, cặp từ nối là either chấm 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 or chấm 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 thì chúng ta sẽ viết lại hai câu này như sau. You should either sit quietly or go out. Tức là hoặc là làm cái này hoặc là làm cái kia đều được. 3. The old man could not see, period. He could not hear, period. Với hai câu này thì chúng ta thấy thông tin là người đàn ông này không thể nói và người đàn ông ấy cũng không thể nghe. Thế thì cái chủ ngữ là trùng với nhau rồi đúng không nào? Cho nên chúng ta sẽ cần dùng từ nối để chỉ sự kết nối giữa hai câu này với nhau. Hơn nữa chúng ta thấy là cả hai câu này đều đang ở dạng phủ định là could not. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng một cái cặp trạng từ khác là neither nor. Hoặc là giọng Anh thì đọc là neither nor. Yeah. Nói chung bạn đọc theo cách nào cũng được. Vậy thì nó sẽ là the old man could neither see nor hear. 4. The thieves robbed the man of his possessions. Period. He inflicted injuries on him. Period. Hai câu này chỉ sự việc là tên trộm đã cướp đi tài sản của người đàn ông và tên trộm còn làm bị thương người đàn ông đó. Vậy nên để nhấn mạnh cái mức độ nghiêm trọng của sự việc thứ hai là gây ra vết thương cho cái người mà đã bị cướp tài sản thì chúng ta sẽ sử dụng liên từ không những thế này mà còn thế kia. Không biết là các bạn đã nghĩ ra liên từ gì chưa? Yeah, đó chính là not only A, but also B. Và chúng được viết lại như sau. The thieves not only robbed the man of his possessions, but also inflicted injuries on him. 5. My car broke down on the way, period. I hired a taxi. Vậy thì hai sự việc ở đây, chiếc xe bị hỏng trên đường và việc thuê một chiếc taxi, chỉ cái mối quan hệ gì các bạn ơi? Các bạn có nghĩ ra không? Ở đây chính là quan hệ nguyên nhân và kết quả đúng không nào? Bởi vì chiếc xe bị hỏng cho nên tôi phải bắt taxi. Và vì thế chúng ta sẽ sử dụng từ nối là therefore. Và khi các bạn ghép hai câu này lại với nhau bằng từ nối therefore thì chúng ta sẽ có câu như thế nào? Và các bạn đừng quên rằng therefore thì có thể đứng sau dấu chấm phẩy. Vậy thế cho nên là các bạn đừng quên chú ý về dấu câu trong trường hợp này. Vậy ta sẽ có là my car broke down on the way, semicolon, therefore I hired a taxi. Vậy rõ ràng là việc nối câu không quá khó khăn khi mà các bạn đã nhìn ra được quan hệ giữa hai câu, phải không nào các bạn? Như vậy là qua hai bài học, Nguyệt Ca đã giới thiệu xong toàn bộ kiến thức cần thiết về câu ghép cho các bạn rồi. Nguyệt Ca xin được lưu ý lại với các bạn rằng câu ghép cùng với câu phức mà các bạn sẽ học trong bài học sau chính là hai loại câu quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS, cũng như là quyết định xem số điểm ngữ pháp của các bạn là cao hay là thấp. Do đó thì các bạn nhớ ôn luyện viết câu thường xuyên nhé. Còn bây giờ thì Nguyệt Ca xin chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn trong hai bài học cuối cùng của phần ngữ pháp này. Goodbye and see ya!